lên là điện cục diện. Bây giờ mình sẽ vào thăm điện cục diện này. Khu vực này nó bị tàn phá, chưa khôi phục lại. Ở đây nhám nhiều. Lúc lấy mình dẫn các bạn đi thăm thêm miếu rồi. Bây giờ mình sẽ giờ các bạn cùng mời các bạn cùng đi khám phá cung Thọ, điện Thọ và cung Trường Sinh cùng mình nhé. Đây là cung điện Thọ. Once more war in front of us. We can't see direct. We can look directly there. We get a small this project. Hầu hết là các công trình ở trong hoàng cung là đều cấm quay phim truyền hình, tất cả đều trước cửa đều gắn này. Có một số thấy là có du khách nước ngoài thì họ rất là thực hiện rất là nghiêm túc, nhưng mà một số du khách Việt Nam vẫn cố tình chụp hình quay phim ở trong.
xe kéo. Rất nhiều công trình đã bị phá hủy do chiến tranh và thời gian đa số do chiến tranh. Các bạn thấy